Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Cả Đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn phiên bản 1.21 tập tiếp theo. Yeah. Và tập trước thì các bạn cũng biết là mình đã có qua cái chỗ thủy cung, rồi sau đó mình dẫn cái con cá giám hộ cao niên về ha. Thì cá giám hộ cao niên đã có, Warden đã có và Suker cũng đã có. Thì chúng ta làm gì bây giờ? Tất nhiên là mình sẽ hoàn thành thành tích khó nhất trong tập hôm nay. Yeah. Và mình cần chuẩn bị nhiều thứ một tí, như là hiệu ứng Bad Omen nè, rồi hiệu ứng Trial Omen, hiệu ứng người hùng của ngôi làng. Đấy, mình phải chuẩn bị hết. Thì trong lúc ở á, mình đã có dẫn dân làng qua đó rồi. Dẫn một ông thôi, chứ dẫn hai ông là nó bị lỗi á mọi người. Nếu mà thất bại á, thì mình dẫn cái ông khác qua ha. Ở trong rương thì mình còn khá là nhiều lọ điềm báo xấu nè. Mình lấy ra mình bỏ vô rương ha. Ây da, trời ơi, mày đâm ai? Bố láo. Cá nóc cũng đã có, bỏ vào đây luôn. Mình vẫn còn khá là nhiều thuốc súng nè. Mình sẽ chế tạo mấy lọ thuốc này thành lọ thuốc quăng được nha. Lần trước thì mình làm cái thành tích hiệu ứng ấy, nên là vẫn còn khá là nhiều thuốc nè. Thuốc độc thì chắc là không cần đâu, tại vì mình ăn cá nóc là mình bị độc luôn rồi. Rồi mình sẽ lấy 9 khối sắt ra để làm beacon ha. 9 khối sắt với lại là một cái beacon. Mình sẽ lấy hắc diện thạch ra nè, lấy thêm kính. Sau đó mình sẽ chế tạo beacon nè. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy hoa vi thờ ra, bỏ vào đây. Cái gì nữa ta? À, tường nữa mọi người ơi. Tường, lấy hai cục tường ra, bỏ vào đây. Với lại là cửa sập gỗ sồi. Cửa sập gỗ sồi mình còn vô đây thôi. Mình sẽ chế tạo thêm nha. Ủa, bên đây còn không ta? À đây nè, cả đống luôn. Bỏ vô rương. Và chúng ta cần chế tạo hai cái máy phân phát. Ờ đúng rồi, hai cái máy phân phát nữa. Máy phân phát ở trong rương không có, nhưng mà có phễu nè. Mình lấy một cái phễu ra nha. Lấy cần gạt ra luôn, bỏ vào đây. Mình phải chuẩn bị đầy đủ, làm một lượt luôn. Rồi làm thêm một cái cần gạt nữa. Mình cần hai cái cần gạt lận, bỏ vào đây. Rồi mũi tên ánh sáng. Đây mình có một ít nè, bỏ vô rương luôn. Ở trong rương thì mình còn dư một cái cung nè. Có thể làm máy phân phát rồi. Mình sẽ chế tạo một cái trước đi. Máy phân phát rất là dễ luôn. Đây. Ủa cái này là máy thả mà. Bỏ cung vào. À thành máy phân phát. Sao mà nó không hiện công thức ra ta? À, chế tạo thuốc mù quáng nữa mọi người ơi. Thuốc mù quáng chế tạo như nào ta? Hình như là mình dùng tới hoa thiến thảo hay sao á. Nhưng mà phải chế tạo súp nấm trước. Đây, lấy mấy cây nấm ra. Sau đó là lấy cái bát, chế tạo thành súp nấm. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ hoa thiên thảo vô. Ủa, không phải hả? À, thì ra là như vậy. Không phải chế tạo thành súp nấm nha. Bỏ vào đây đi. Đây, lấy cái hộp sugar này ra. Sau đó lấy hết chỗ thuốc này ra, bỏ vô đây. Và bỏ thuốc súng vào. Ok, cuối cùng cũng xong rồi. Đã đầy đủ thuốc nha mọi người. Dạo này tụi sẽ cây giàu ghê ha. Cung enchant cái kiểu này, con nào cũng có cung enchant luôn. Ồ, 5 sợi chỉ rồi. Đã đủ, quay về thôi. Mình sẽ lấy thêm que ra này. Sau đó mình sẽ chế tạo cái cung. Rồi lấy cái hộp này ra. Mình chế tạo thêm một cái máy phân phát nữa. Là hai cái máy phân phát ha. Bây giờ chúng ta đến với súp. À đúng rồi, vỏ ốc anh Vũ. Mình thiếu một vỏ ốc anh Vũ để làm cái ống dẫn. Nhắc mới nhớ, phải có cái này. Gạch lăn trụ biển thì còn nhiều nè, lấy ra một ít thôi. Gạch lăn trụ biển thì chắc là làm được á. Hay là mượn tạm cái ống dẫn của cái hồ rùa đi ha. Hello Axolotl. Mỗi lần vô đây mình sợ mấy con Axolotl nó bị biến dạng. Như lần trước á. Vãi, cái đầu nó cong lên ghê thật. Bây giờ là mượn tạm cái ống dẫn ở đây nha. Ui vãi. Ui vãi. Ờ, hết hồn. Cứ tưởng nó vỡ luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong địa ngục hái nấm nha. Tại sao mình lại vô địa ngục trong khi đó mình có thể ra chuồng bồ nấm để hái nấm? Ờ ha. Vãi. Tại sao mình không nghĩ tới ta? Tính ra là chuồng bồ nấm mình trồng nấm nhiều lắm á. Đầy nấm luôn. Lần trước mình vô địa ngục mình hái nấm hết luôn á. Mình bỏ vô đây mà bây giờ mình vô địa ngục mình tìm nấm nữa thì thôi, chịu mình luôn rồi. Đây, mình sẽ lấy cái bát này ra, lấy hoa thiến thảo. Sau đó mình bỏ vô cái bàn raptin. Mình bỏ vào như vậy nha. Đó, súp đáng ngờ. À, về cái thành tích này á thì mình phải hy sinh dân làng nha mọi người. Là mình phải tiêu diệt dân làng á. Bây giờ là mình bắt đầu farm nha. Farm xong là mình xuống trial chamber một lần nữa.
Ok, cuối cùng cũng xong. Hiệu ứng người hùng ngôi làng đã có. Xuống Trial Chamber thôi. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Bây giờ thì mình sẽ uống chai báo điểm 6 vào. Cái hiệu ứng này thì nó cũng lâu lắm. Đây, mình sẽ tới gần. Đó. Rồi sau đó chạy, 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 chạy. Chạy là thượng sách. Dạ, mình đã tới lại rồi. Ốc dân làng, cá heo. Rồi chúng ta sẽ đặt cái hộp sugar này ra. Đặt cái hộp sugar này nữa. Rồi bây giờ bắt đầu làm nha. Chỗ này mình phải đào ra. Ui vãi. Đào ra ba lốc. Chỗ này thì mình sẽ đập ra. Chỗ này thì mình sẽ ui. Ê, hình như là mình đào lố rồi. Tới đây thôi. Tới đây mới đúng mọi người ơi. Vãi. Bị hiệu ứng đào chậm rồi. Ok, đào ra rồi. Mà trước hết á là đặt đèn hiệu vào ha. Rồi mình sẽ chọn cái hiệu ứng đầu nhanh. Và tiếp theo là ống dẫn. Đây, ống dẫn đã có. Ống dẫn thì mình làm ở ngoài này. Đặt ra. Ê, chết rồi. Đặt như vậy là không ổn. Vai, lại đào ra. May là mình có đầu nhanh á. Không sao, mới có 1-2 phút trôi qua thôi mà. Mày sẽ làm được gắt ơi. Tao hy vọng vào mày. Rồi, đặt ra như vậy mới đúng nè. Tiếp theo là cái ống dẫn ở đây. Rồi đập cái khối này ra. Đừng bảo với mình là cái lóc này không được nha. Mà mình nghĩ là được á. Đấy, được. Ok. Tiếp theo là đổ nước vào chỗ này. Chỗ này. Và chỗ này nữa. Ui, đào cái lóc két mà mình cứ tưởng đào hắc diện thạch không á. Rồi đổ nước chỗ này nữa nha. Còn chỗ này á thì mình sẽ đặt tường vào. Mình cứ tưởng con cá heo nó chết chứ. Còn chỗ này mình sẽ đập ra. Để đặt các linh hồn vào. Tiếp theo là mấy cái cửa sập. À mà mình đập kính ra trước đã. Đập kính ra. Ui đập kính mà lâu vậy. Ui vãi à. Bờ lốc kính đập lâu vậy. Đập bờ lốc kính mà mình cứ tưởng là đang đập hắc diện thạch không á. Còn hơn luôn. Quá sao nó cứng vậy. 2000 years later. Ui, nghe cái tiếng vỡ nó đã gì đâu á. Ấy, ấy rồi, xong luôn. Phải đậy lại nha mọi người. Không đậy lại là nó bắn mình như vậy nè. Ủa, mình ăn vào không được. Ui, có tưởng ăn vào không được chứ. Ê, đừng bắn nữa. Rồi, chỗ này thêm một xô nước nữa nha. Chỗ này nè. Để mình xem là đã có hiệu ứng cá heo chưa nha. Ồ, có hiệu ứng cá heo rồi. Ok, vậy là được rồi á. Có hiệu ứng cá heo thủy triều ở đây. Rồi, tiếp theo là máy phân phát. Mình đặt ở đây một cái. Ở đây mình đặt một cái. Tiếp theo là cần gạt. Ở đây và ở đây. Rồi, cái phễu nữa. Ủa mà trời tối hả? Trời đang tối đúng không? Hay là do hiệu ứng bóng tối? À mà trời tối thật. Ngủ đi mọi người ơi. Trời ơi. Không được. Có quay quạt cái bơi mà mình đặt cái giường đó mình ngủ. Phải à. Thôi không sao mọi người ạ. Lỗi. Lấy tao bàn phù phép ra. Súp đáng ngờ. Một con cá nóc. Hai loại thuốc điểm báo xấu. Rồi thuốc thì mình bỏ vào trong này. Đây. Còn cái lọ thuốc nhiễm khủng á mình lấy ra nha. Thuốc nhiễm khủng đâu rồi? Lấy ra, thuốc nhiễm khủng uống sao nha. Ok, let's go, làm thôi. Bắt đầu. Ê, con sugar nó chưa bắn mình. Ui, thất bại rồi. Vãi, con sugar nó chưa bắn mình. Không sao, không sao. Thất bại thì mình làm lại thôi. Có gì đâu đúng không. Đợi hết cái hiệu ứng Trial Omen thì mình lại uống cái lọ này vào ha. Ê, 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 ê.
Ủa kỳ vậy, mình tới gần mấy cái lồng. À, đây rồi, điểm thử thách đã có. Ui mấy con quỷ này đánh đau vậy. Chạy. Do là cái cửa sập này nó hơi lởm tí, mình leo lên leo xuống không có được á, mình phải mở cửa làm sao cho con Suker nó bắn chúng mình luôn thì mới thành công nha. Bây giờ mình sẽ uống thuốc này, đánh nhân này, uống thuốc này. Hiệu ứng. Rồi xuống dưới, lấy, không còn thời gian. Ok. Chạy. Cứu tôi, quên đem sữa rồi. Mình làm được rồi đúng không mọi người? Wow, cứu, nhiều các bạn quá. Ok, nghỉ game được rồi. Không có chơi trong thế giới này nữa đâu. Xong hết thành tích rồi, chơi gì nữa. Mình đùa thôi mọi người ơi. Thì mọi người còn ủng hộ là mình còn chơi thôi. Xong thành tích thôi mà, chứ có cái gì đâu. Ui, mấy năm rồi ấy, mình mới làm lại cái thành tích này. Ở phiên bản 1.14 thì hiệu ứng nó khá là ít đúng không? Lên phiên bản này á, thì nó có nhiều hiệu ứng như là hiệu ứng của Warden nè, hiệu ứng Trial Chamber. Mình phải uống sữa không thôi là vô văn làng nó tạo ra cuộc chiến á. Mày bố láo. Mình cần lấy thêm nhiều sữa nữa, để lát qua khi mình đập mấy cái hộp Suker ra ha. Và thế là xong. Thành tích khó nhất trong Minecraft. Túi gì. Nhưng mà thất bại một lần á. Nhưng mà cái lần đầu á, cái con Suker hình như là nó bắn mình không có được, nên là bị fail đúng không? Nên lần sau mình đã rút kinh nghiệm rồi. Wow, thành tích đã hoàn thành hết nha mọi người. Nhìn này, mấy cái thành tích ẩn mình cũng làm xong rồi. Thành tích bắn nỏ này, thành tích cho Sniper con ăn, không biết là còn thành tích ẩn nào hay không nữa, mà mình nghĩ là hết rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình chơi tới đây thôi. Mấy bạn thấy video nó nhanh vậy á, chứ mình mất rất là nhiều thời gian luôn á. Đi chế tạo thuốc nè, xuống chơi là Chamber nè. Rồi bây giờ mình qua kia mình lấy mấy hộp Suker về đây. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.